Kính chào quý vị và các bạn, những cái quý độc giả thân thương của chương trình Dân ta phải biết luật ta. Hôm nay thì có một cái ý tưởng là sẽ trả lời trực tiếp trên cái luồng live cho quý vị và các bạn. Có một bạn đang ở nước ngoài, bạn bảo là: chị ơi, bây giờ em với lại chị gái em Hùng vào một cái hợp để mà về mua một cái miếng đất, thì bây giờ em phải làm như thế nào? Thì mình bảo thì Hùng thì cứ Hùng thôi, nhưng mà cũng lo lắm, không biết như thế nào. Thì mình bảo thật sự ra thì văn phòng mình cũng có những cái hợp đồng hùn vốn, trong đó có những cái điều kiện về cơ bản đó, để chúng ta tránh những cái phát sinh, những cái rủi ro sau này. Chị em ruột thiệt, nhưng mà nó cũng có những, sau này nó cũng có những rủi ro. Thì dạo này đến phòng công chứng, các bạn biết không, đông người lắm. Những cái giao dịch mua đất vào cuối năm để có cái nhà để mà ăn Tết, bán đất để lấy tiền ăn Tết, cho nên cơn sốt đất vào dịp cuối năm là có thật. Thôi thì có những cái kinh nghiệm nhỏ để tặng cho quý vị và các bạn trong cái vai trò là chia sẻ kinh nghiệm nhà đất, thì hôm nay tôi cũng sẽ chia sẻ cho quý vị và các bạn những cái kinh nghiệm về nhà đất mà tôi có được trong quá trình hành nghề. Chào bạn kiến thức online ha. Thì như thường lệ thì tôi vẫn biên tập cái nội dung, mặc dù là live stream nhưng tôi vẫn biên tập toàn bộ cái nội dung để cho quý vị và các bạn dễ hình dung. Thì trong cái hợp đồng hùn vốn, chúng ta sẽ đi vào 3 nội dung các bạn ạ. Nếu chúng ta có thấy về cái vốn chúng ta không nhiều, mà chúng ta cũng lại sợ trong trường hợp rằng là rủi ro nữa, cho nên chúng ta hùn với bạn bè, chúng ta hùn với chị em, chúng ta hùn với lại những người bà con họ hàng trên một cái tỷ lệ nào đó. Sau đó chúng ta sẽ thống nhất với cái tỷ lệ này. Tuy nhiên, nói có sách, mắt có chứng. Hôm nay tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn 3 tiêu chí trong cái việc ghi trong hợp đồng hùn vốn. Điều thứ nhất là khi chúng ta xác đặt là việc hùn mua đất hay là nhà, thì chúng ta phải ghi rõ đối tượng của hợp đồng. Tôi đi có thể hơi nhanh. Nếu quý vị và các bạn, những người nào đó mong muốn là mua cái hợp đồng hùn vốn, thì dễ thôi, chúng ta sẽ có thể là xem đi xem lại nhiều lần. Cái đối tượng của hợp đồng là cái gì? Là cái nhà hoặc cái đất mà chúng ta hùn. Chúng ta phải ghi rõ nha quý vị và các bạn, chúng ta phải ghi rõ đất có diện tích là 1.000 m² thuộc thửa đất số 1, tờ bản đồ số 2, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00345 do Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày mấy. Đó là những cái thông tin rất là cơ bản. Mua căn nhà tọa lạc ở số 1, đường số 2, có tổng diện tích là 50 m², tổng diện tích sàn xây dựng là 120 m², thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và đất ở do Ủy ban Nhân dân quận 3 cấp ngày mấy tháng mấy. Như vậy chúng ta đã liệt kê được cái đối tượng mà chúng ta đem đi hùn. Chúng ta phải xác định được cái đối tượng là chúng ta đem đi hùn, để sau này năm dài tháng rộng có những cái phát sinh mâu thuẫn, thì những cái người nào đó mà người ta không thật đó, thì người ta sẽ nói: tòa ơi tòa, tôi với bà đó hùn miếng đất mua ở huyện Củ Chi á, chứ không phải là tôi hùn mua miếng đất ở quận 3 đâu. Còn miếng đất ở hùn ở Củ Chi bán rồi, cái giấy tờ này á là miếng đất mua ở huyện Củ Chi á, tại vì tôi với chị này hùn là nhiều lần. Cho nên khi chúng ta lập một cái hợp đồng hùn vốn, chúng ta phải để ý thật kỹ để xác định
cả 2 người hùng, cả 5 người hùng, cả 10 người hùng đều phải xác định đối tượng mà chúng ta hùng vốn là để mua một miếng đất có cái diện tích, số tờ, số thửa gì đó. Cái thứ hai là giá tiền và tỷ lệ phần hùng. Quan trọng lắm quý vị và các bạn. Chúng ta phải nói cái giá tiền. Ví dụ hôm nay mua một miếng đất với giá là 1 tỷ đồng và tỷ lệ phần hùng A là 30%, B là 70%, hùng theo kiểu trùm sò vậy đó. Sau này mình có thể chia với tỷ lệ là 73, cũng giống như trùm sò luôn. Còn nếu như trong trường hợp chúng ta hùng với cái tỷ lệ là 40, 60 vẫn được. Chúng ta có thể hùng với tỷ lệ là 50, 50 đều được. Bây giờ nói rộng lên, trong cái hợp đồng hùng vốn này không phải là 2 người mà là 5 người. Vậy thì mình sẽ hùng là ông A có tỷ lệ hùng vốn là 10%, ông B có tỷ lệ hùng vốn là 10%, ông C có tỷ lệ hùng vốn là 10%. Hai ông còn lại, ông E và ông F, mỗi ông là mấy bao nhiêu phần trăm rồi quý vị? Là 40 rồi đúng không? 30 rồi. Còn lại hai ông còn lại, mỗi ông là 30%. Để chi? Để sau này nếu trong trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đó bán đi thì lãi bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính trên cái tỷ lệ phần trăm này các bạn ạ. Vì đây, bản chất đây là hợp đồng hùng vốn nha. Rồi khi cái đối tượng thứ hai là giá đất và tỷ lệ phần vốn góp, xác định như vậy đi, chúng ta phải ghi rõ là giá đất. Các bạn biết không, có những cái câu chuyện mà trong cái cuộc đời hành nghề của tôi cứ thấy hay lắm. Vừa mới xuống tiền một tỷ, qua vài tháng sau đất sốt lên tới 1,5 tỷ, 1,8 tỷ là chuyện bình thường. Tuy nhiên rằng là nếu như trong trường hợp chúng ta không có một cái tiềm lực mạnh, chúng ta không có cái tài chính lớn thì khó mà có thể rằng là trong một cái chừng mực nào đó chúng ta có thể là đi đầu tư và có lãi suất nhanh. Tôi nhớ cách đây khoảng năm 2018 này thôi. À năm rồi, à nay là 2019. Năm 2018, khoảng tháng 3, tháng 4 gì đó, cứ xuống tiền đất ở xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi là ngày hôm nay đặt cọc là ngày mai có tiền. Mà nếu như trong trường hợp ngày mai là bán là có lời một vài trăm triệu. Tuy nhiên rằng là thực sự là đâu phải ai đi đầu tư cũng có tiền. Cho nên cái bài toán anh em mình hùng nhau thì nó còn có cái duyên nữa. Biết đâu là anh em mình hùng là trúng đất thì sao? Thôi thì mỗi người có cái tài, có cái duyên để đầu tư bất động sản. Chúng ta trở lại vấn đề chính là luật sư chia sẻ về kinh nghiệm hùng mua đất. Cái điều thứ ba đó là điều các bên trong hợp đồng hùng vốn phải xác định rõ ai là người đứng tên trên chủ quyền nhà, ai là người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực tế thì do đây là cái hướng dẫn chia sẻ kinh nghiệm nhà đất cho nên tôi cũng không có nói những cái việc tranh chấp, những cái việc rủi ro. Nhưng thực tế là hiện tại văn phòng cũng đang ôm khoảng 4 cái hồ sơ hùng vốn, rồi tranh chấp, rồi lên sơ thẩm, rồi lên phúc thẩm, giám đốc thẩm, rồi lại quay lại. Tuy nhiên thì tôi chỉ muốn đưa ra những chỉ dẫn rất căn bản cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu thêm. Nếu trong trường hợp chúng ta hùng vốn thì chúng ta ít nhất chúng ta có 3 điều cơ bản. Trong 2 người hùng thì A và B, thì B là người đứng tên trên giấy chủ quyền nhà vì A là công chức nhà nước. Tuy nhiên nhớ nha, hợp đồng hùng vốn mỗi người giữ 1 tờ, chứ để một ông giữ rồi cuối cùng nói rồi cãi lộn ra rồi cuối cùng cái ông giữ đâu giữ có 1 tờ duy nhất thì không có làm bằng chứng được.
Tôi có một cái vụ như vậy đó quý vị và các bạn. Một người hùn tới 80%, nhưng cái người mà để cái người 20% đứng tên thì có sao đâu. Chúng ta là bạn bè, chúng ta là những người thân, chúng ta là chị em, chúng ta có những cái thỏa thuận. Và dĩ nhiên cái thỏa thuận đó không không có những cái sự tự nguyện, không có những cái quy định nào hết để ràng buộc. Tuy nhiên chúng ta phải ghi rõ trong hợp đồng hùn vốn, để sau này nếu có trong cái quá trình mà cuộc sống thì có những cái biến cố xảy ra, mà dân nhà luật gọi là có những cái sự kiện pháp lý đó, thì các bạn biết không, sau này con của ông A, hàng thừa kế của ông B sẽ được nhận. Nhắc câu chuyện này tôi mới nhớ, tôi có một người bạn, họ cho một người khác vay một số tiền khá lớn, trên dưới 1 tỷ gì đó. Thì anh em mà làm chung, khi vay khi mượn thì cứ đem tiền tới và đưa thôi. Qua sáng ngày hôm sau phát hiện ra ông này chết mất tiêu. Đố các bạn đòi ai? Đòi vợ con họ hả? Họ bảo họ không biết. Và bây giờ chỉ ngậm đắng nuốt cay và cười thôi. Thì thôi cũng hy vọng rằng là mình sẽ tặng cho cái người đã khuất, rồi thì mình sẽ được ông trời bù đắp lại những cái khoản khác. Thưa quý vị và các bạn, thông qua những cái chia sẻ nhà đất rất thật mà luật sư có được trong quá trình hành nghề, tôi đưa cho quý vị và các bạn, nếu quý vị và các bạn chuẩn bị mua nhà, mua đất mà các bạn không có những cái tài chính mạnh, chúng ta có thể dựa vào bạn bè, người thân để chúng ta phát triển cái quỹ tài chính của chúng ta. Tuy nhiên chúng ta cũng phải có những cái ràng buộc mang tính pháp lý. Và luật sư đã hướng dẫn cho quý vị và các bạn bằng một cái hợp đồng hùn vốn. Trong hợp đồng hùn vốn này chúng ta đưa ra 3 cái yếu tố cơ bản. Thứ nhất là đối tượng của hợp đồng, đất mua ở đâu. Thứ hai là giá tại thời điểm hai bên mua là bao nhiêu, và tỷ lệ phần các bên hùn vào trong cái hợp đồng mua nên cái đất, mua nên cái nhà. Cái điều thứ ba là các bên phải ghi rõ trong cái hợp đồng hùn vốn này gồm có 5 thành viên, tuy nhiên rằng là thành viên A sẽ đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành viên A sẽ đứng tên trên giấy tờ nhà. Như vậy rõ. Và nếu như trong trường hợp hợp đồng của chúng ta gồm 5 người thì chúng ta làm 5 bản và ký trên 5 bản này. Và nếu chúng ta làm 2 bản thì chúng ta sẽ ký trên 2 bản này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón xem. Chào hết tất cả các anh chị em trên luồng live nha. Xin trân trọng cảm ơn.